Chương trình từ thứ đô Washington với luật sư Trịu Quý Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về một thành tựu vẽ vàng của một công ty mới khởi nghiệp ở tại California. Và được biết đây là một công ty mới vừa thành lập bởi ba người gốc Việt ở California, ba người kỹ sư rất trẻ thưa quý vị. Và trên màn hình đây là sản phẩm đặc biệt uh, của họ, đó là mô tô điện hay còn gọi là mô tô uh, sạc điện thưa quý vị. Thì uh, sau khi mà trình làng cái mô hình của chiếc mô tô này thì đã được uh, nhận nhiều lời uh, khen ngợi uh, đối với uh, cái sản phẩm uh, mô tô điện này thưa quý vị. Thì uh, nhiều nhà phân tích bình luận đã có những lời có cánh khen ngợi về cái chiếc xe mô tô điện dáng đẹp, thon, gọn và đây là những chi tiết kỹ thuật. Là chiếc xe mô tô điện này có khả năng chạy xa từ 70 km tới 120 km tùy theo thời gian sạc điện. Thời gian sạc từ 3 giờ cho đến 6 giờ đồng hồ. Nếu sạc 3 tiếng đồng hồ thì bệnh điện sẽ chứa được khoảng 80% dung lượng. Và trên màn hình quý vị thấy đây là hình ảnh từ công ty đặc biệt Rivet Anthem. Thì Riot tiếng Anh là sự kết hợp giữa Rhythm và Avid, tức là nhịp điệu và sống động có thể nói với tên Revit thì đây là một nhịp điệu sống động, một bài gọi là bài ca sống động, thưa quý vị. Bài ca mà có nhịp điệu sống động đó là cụm chữ uh, Revit Anthem. Thì trên màn hình quý vị thấy là chiếc xe này đã được thành hình, đã được sản xuất và đã được chạy thử. Thì Sau những lời khen ngợi có cánh của những người chuyên viên về xe mô tô, mô tô điện, xe điện vân vân. Thì chính quyền của tiểu bang California đây là một cái quả trúng số của công ty này khi mà nhận được sự tài trợ của chính quyền California tới 20 triệu đô la và chính quyền California hy vọng là công ty Rebit Anthem này sẽ tạo ra công ăn việc làm lên tới 6.800 công việc và đó là một cái tin tức rất vui cho một cái công ty khởi nghiệp Revit Anthem này. Thì chiếc xe này chạy có vận tốc trên cao tốc tối đa là 75 dặm một giờ, tức là tương đương 120 km h thưa quý vị. Đây là tốc độ tối đa cho phép trên các cao tốc ở trên nước Mỹ vì chạy nhanh hơn thì sẽ rất nguy hiểm có thể gây tai nạn cho người khác. Điểm độc đáo của chiếc xe điện này mà các nhà phân tích, các kỹ sư khen ngợi đó là cái kỹ thuật gọi là module thưa quý vị. Và điều module tức là một sự lắp ráp, thích thì lắp vào, không thích thì lấy ra. Đó là cái bình điện nó có thể lấy ra lấy vào một cách dễ dàng tức là bình điện nó không có hàng cứng vào cái khung sườn của chiếc xe mô tô điện mà cái người lái xe người tiêu dùng có thể lấy bình điện ra đem đi bỏ vô một cái chỗ nào đó để sạc điện thưa quý vị thì có hai loại sạc điện một loại là sạc 110 V điện thế và một loại là 220 điện thế Tùy theo điện cao thấp, điện cao thì có thể chạc uh, uh, nhanh hơn uh, khoảng 3 tiếng đồng hồ Còn điện 110 thì phải tới trên uh, 6 tiếng đồng hồ thưa quý vị Tuy nhiên điều đó rất là tốt là khi mà trạc điện qua đêm chẳng hạn Và ngày hôm sau sử dụng bô tô điện để đi làm Thì tầm xa của đó là tùy theo phiên bản, tùy theo cái dung lượng của pin có thể chạy được uh, 70 km tầm xa cho đến uh, 120 km tầm xa. Nói chung là có thể chạy vi vu uh, khắp thành phố trong vòng uh, 1-2 tiếng đồng hồ thưa quý vị. Thì uh, ai cũng biết là bô tô điện uh, cũng ít hãng sản xuất mà hầu hết là họ sản xuất uh, xe đạp điện thưa quý vị. À, với cái giá thành uh, rẻ hơn thì nhiều người tò mò là chiếc xe mô tô điện này giá bao nhiêu thì công ty đã cho giá à, trong cái tầm khoảng là 7.800 đô la cho mỗi một chiếc xe mô tô điện này. Và công ty cũng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng ở nước Mỹ và sẽ giao xe ở nước Mỹ vào mùa hè năm 2023 này. Còn ở thị trường quốc tế thì chỉ nhận giới hạn vì công ty cũng chưa sản xuất được nhiều xe để giao cho khách hàng quốc tế thưa quý vị nhưng mà tương lai thì chắc chắn là công ty này sẽ có một tương lai rất tốt khi mà chính quyền can thiệp vào và tài trợ đó là chính quyền của tiểu bang California họ bỏ vào 20 triệu đô la thưa quý vị đương nhiên đây có thể là một cái hình thức gọi là công từ hợp doanh hoặc là một cái hình thức uh, gọi là công ty tư nhân nhưng nhà nước uh, rót vốn uh, cho vay mượn với cái lãi suất thấp hay còn gọi là lãi suất uh, ưu đãi thưa quý vị. Thì dù cách nào cách kinh doanh nào thì cũng là những cái tín hiệu rất tốt chứng tỏ chính quyền Hoa Kỳ rất quan tâm đến vấn đề mô tô điện đó là lý do mà họ cấp thêm vốn cho công ty uh, Revit Anthem này và đây có thể nói đây là một sự vẽ vàng và là một niềm tự hào của những người việt ở hoa kỳ và ở nước ngoài thưa quý vị, khi mà đã làm được những chiếc xe mô tô điện này và được uh, sự khen ngợi đương nhiên chúng ta cũng chưa thấy là có người việt nào ở hải ngoại này mà làm được xe ô tô điện trừ ông Phạm Nhật Vượng cho tới nay mà thôi thưa quý vị. Sáng lập viên thì có anh Trần Lập Đồng là một người có kiến thức rất vững chắc về kỹ thuật và thiết kế giao thông vận tải từng thiết kế hàng đầu cho một số công ty mô tô và hàng không vũ trụ nhiều sáng tạo nhất trong đó có cả công ty thiết kế riêng của anh thưa quý vị. Ngoài ra anh còn là một doanh nhân thuyên về máy móc, điều này đã thấm nhuận trong huyết quản của anh vì cha anh là phi công trực thăng và một người đam mê mô tô, còn mẹ anh thì luôn cải thiện bản thân và sự nghiệp của mình ở Hoa Kỳ. Thì uh, đây là bài báo của người Việt.com ở California khi viết về công ty Revit Anthem này. Đồng sáng lập viên thứ nhì là anh Vincent nguyễn khánh vũ đang làm giám đốc điều hành sinh ra và lớn lên tại Santa Ana nhưng nguyên quán của anh là ở sài gòn anh Vincent nguyễn khánh vũ này có nhiều kinh nghiệm đáng kể về quản lý hậu cần trong công nghiệp hàng không và quốc phòng nhiều niềm đam mê hoạt động ngoài trời của anh bắt đầu từ khi anh còn rất nhỏ theo cha là ông nguyễn khánh đồng sáng lập viên Liên đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng năm 1979. Điều này kết hợp với tinh thần kinh doanh mạnh mẽ của mẹ anh là bà Nguyễn Kim Nga đã dẫn dắt anh đồng sáng lập công ty Revit Anthem à, chuyên sản xuất uh, mô tô điện ở miền Nam California thưa quý vị. Sáng lập viên thứ ba là anh Trần Thành Vinh cùng họ với anh Đồng, giám đốc kỹ thuật sinh ra tại Sài Gòn, nhưng di cư sang Hawaii năm 14 tuổi và hiện nay sinh sống tại Garden Grove. Anh Trần Thanh Vinh này có nền tảng về kỹ thuật cơ khí hàng không và đã quản lý các nhóm có chức năng đa dạng trong các ngành bán dẫn semiconductors, hàng không vũ trụ và thiết bị chẩn đoán y tế là con của ông. Trần Cẩm Tụ Nguyên tránh án tối cao pháp viện trước năm 1975, anh cố trở thành một người con xứng đáng. Thì được biết là anh Trần Thanh Vinh này đã thành công trong việc này khi mà nhận bằng đồng sáng chế chất kháng thể sars cov 2 igg hai đầu tiên được Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA chấp thuận thưa quý vị. Thì có thể nói với ba anh à, kỹ sư trẻ gốc Việt này đã hợp tác với nhau và lập nên một công ty à, Revit Anthem. Thì người ta hy vọng là trong tương lai công ty này sẽ lớn mạnh vì cái nhu cầu mô tô điện là có thật Và giá cả thì cũng trong cái tầm khoảng 7.800 đô là một cái giá vừa phải so với nhiều loại mô tô khác thưa quý vị À, kiểu dáng thì cũng đẹp nói chung là tiện ích khi mà cái uh, bình điện có thể tháo ra lắp vào dễ dàng đem đi chỗ này chỗ kia để mà sạc điện rồi sau đó gắn vào lại cái xe mô tô điện đó là một cái mà tiện lợi thưa bị thay vì phải đem cả nguyên một chiếc xe điện uh, mô tô điện uh, đến tận nơi để sạc thì bây giờ chỉ cần uh, đem cái bình điện đi sạc mà thôi và trên màn hình quý vị thấy đây là hình ảnh của những chiếc xe mô tô điện ở california